What's up năm cho anh em, Tùng Chôn đây. Hôm nay là thứ hai và chúng ta hãy cùng đến với Nghịch Mà Không Ngu của kênh Clickbait Channel. Ở trong số lần trước thì mình đã hướng dẫn anh em cách fix khi mà chúng ta đút bút ngược ở trên Galaxy Note 5 thì được anh em ủng hộ khá là nhiều. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một video thủ thuật nữa. Tuy nhiên là không phải liên quan đến Galaxy Note 5 nữa mà sẽ là liên quan đến iPhone cũng như là các cái thiết bị của Apple như là iPad. Thì như các bạn đọc tiêu đề rồi đó, cũng biết là hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chữa cái hiện tượng bị kẹt hay SIM ở trong cái khu vực để SIM của iPhone cũng như iPad. Thì cái tình trạng này mình gặp khá là nhiều bạn bị. Các bạn bị cả ở trên iPad cũng như là bị ở trên iPhone, đặc biệt là iPhone hàng lốc. Thì tại sao lại có hiện tượng như vậy? Thì bởi vì là cái SIM của chúng ta, các bạn còn nhớ cái thời iPhone 5 ấy, thì nó chuyển sang là cái nano SIM và chúng ta phải mài bớt SIM đi thì mới đút được ở trên cái khay SIM này. Mục đích của việc mài đó chính là làm cho cái phần SIM mỏng lại. Nếu mà chúng ta không mài thì cái phần SIM nó sẽ dày hơn so với lại cái phần khung của cái khay SIM này, và khi chúng ta đút vào thì nó vô tình nó sẽ tạo ra một cái phần nhô lên, và khi mà chúng ta rút ra thì không thể nào mà rút SIM ra được. Ngoài ra thì cái hiện tượng này còn gặp ở trên khá là nhiều các bạn sử dụng SIM ghép. Mặc dù nó mỏng nhưng mà khi mà chúng ta đặt SIM vào thì nó cũng làm cho cái phần SIM của chúng ta dày hơn. Đây cũng chính là cái lý do mà khi các bạn đi mua hàng lốc ấy, thường thì bạn nhân viên sẽ mài SIM cho các bạn. Thì đây chính là lý do. Nếu mà bạn nào chót nghịch dại hoặc là chót bị cái trường hợp này, nó bị kẹt hay SIM, thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Và bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn. Ở đây là mình có lắp SIM ghép vào nhau và cái SIM của chúng ta nó đã nhô lên hẳn cái khay SIM rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ thực hiện cho các bạn xem là cái rắc khay SIM này nó như thế nào. Rồi đây, đút vào thì rất là bình thường. Đó, rồi, giờ mình sẽ chọc ra này. Đấy, như vậy là bây giờ chúng ta không thể rút được. Đó, không thể nào mà rút được cái SIM ra. Và nếu như bạn nào mà trong cái tình trạng này mà vẫn cố tình rút cái SIM của chúng ta ra thì trường hợp nhẹ nhất là các bạn sẽ bị hỏng cái SIM ghép. Trường hợp nặng nhất là các bạn sẽ bị gãy chân SIM. Khi mà các bạn ra ngoài quán thì sẽ mất khoảng tầm 100-200 nghìn để thay cái bộ phận này trên máy. Như vậy thì cách khắc phục cái tình trạng này thì như thế nào? Thì các bạn vẫn sẽ có cách số 1, đó là mang ra ngoài thợ và bảo các anh bung máy ra, xong rồi các anh rút ra. Đó là cái cách khá là truyền thống, và mỗi một lần bung máy như vậy, thứ nhất là con máy của các bạn bị bung, thứ hai là các bạn phải mất tiền khoảng tầm 50 nghìn đến khoảng tầm 100 nghìn. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ hai và vô cùng đơn giản luôn, các bạn có thể trực tiếp làm tại nhà luôn. Đó chính là chúng ta vẫn sẽ có ống hút, kéo, hoặc là chúng ta sẽ có một cái mẩu nhựa hoặc là một cái miếng giấy, nó cũng dai dai một chút. Rồi vậy thì cách thực hiện như nào? Tất nhiên chúng ta sẽ cắt một cái đoạn dài dài như này ra. Đấy, đối với lại giấy hay là ống hút thì chúng ta cũng làm tương tự. Các bạn có thể cắt thành một cái mảnh dài như ở trong cái video Note 5 của mình. Ở đây mình đã cắt một cái tấm nhựa rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy là tấm nhựa mỏng. À mà thôi, cái này hơi máy quay hơi khó nhìn một tí, thì bây giờ mình sẽ cắt ống hút đi để cho các bạn dễ hình dung. Các bạn sẽ cắt một cái mẩu như này cho mình. Đấy, rồi bây giờ cách làm như thế nào? Thì khi mà chúng ta có một mẩu như này rồi, các bạn hoàn toàn có thể thay thế được bằng giấy da hoặc là một cái miếng plastic mỏng nhá. Thì đây, các bạn sẽ ở giữa cái phần mà khay SIM và cái phần khung của máy nó sẽ có một cái đoạn hở, và chúng ta sẽ luồn cái miếng giấy hoặc là miếng nhựa của chúng ta vào. Đó, như vậy là mình đã luồn xong. Các bạn đẩy vào một chút. Đấy, và bây giờ như vậy là được rồi, các bạn sẽ rút ra. Đấy, mình đã rút ra được. Rất là đơn giản luôn. Thì như vậy mình đã vừa hoàn thành xong cách hướng dẫn các bạn cách lấy một cái SIM bị kẹt ở trong iPhone cũng như iPad. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó, khi mà chúng ta đút một cái miếng plastic này vào thì nó sẽ đẩy cái SIM của chúng ta xuống, và cái phần trên này nó sẽ tạo ra một đoạn phẳng và chúng ta sẽ chỉ rút ra thôi. Rồi như vậy là video của mình hôm nay ngắn thế thôi, đã thực sự kết thúc rồi. Thực ra nó cũng không có cái gì, chủ yếu là hướng dẫn anh em cách để mà tháo cái SIM ra thôi. Nếu mà anh em có bất kỳ một cái câu hỏi gì, thắc mắc gì, hay là muốn mình làm một cái nội dung gì thì hãy để lại comment ở dưới bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu thấy video hay và bổ ích đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.